Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái điều khiển của một cái con mắt. Tôi lấy đây là ví dụ, đây là con mắt nhá. Ok. Rồi. Bây giờ ấy phải an x để cho nó trong suốt đi đã. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái bon. Đấy, vẽ một cái đường thẳng bất kỳ nhá, ngang nha. Sau đó là chọn vào cái bon đó và chọn vào lên, kích vào trong cái hình con mắt kia, chọn cho tôi là bay vớt x y z tích hết. Cái này bay vớt tức là cái bay vớt này trùng với bay vớt kia là nó vào đúng một cái điểm đấy, đó đúng một cái điểm tầm đấy, bạn thấy không? Xong rồi ấy thì các bạn lấy cái hình con mắt này, dùng cái công cụ Select and Link kéo link nó vào với cái bon kia, cái bon này. Đó, các bạn thấy không ạ? Sau kéo xong rồi các bạn nhìn thấy này, đó, nó đã đi theo rồi đấy. Rồi. Và chúng ta sẽ nhân cái này thành hai con mắt. Giữ shift nhân thành hai con. Rồi, hai con hai cái khác nhau. Xong bây giờ chúng ta sẽ làm hai cái bảng điều khiển. Bảng điều khiển giống như cái này này, hai cái hình tròn này và một cái hình vuông này. Hai cái đường tròn kia ấy là để chúng ta link từng con mắt riêng lẻ một vào đây, ở đây nè. Ở lên tiếp rồi chọn mặt top đi, kéo đây đấy. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái hình vuông, à, hình chữ nhật đây, nó kéo nó vào. Đấy, cái hình chữ nhật này nó cũng phải bằng với hai cái hình kia. Có thể cho cái hình này to lên chút. Ai chết? Đây to lên ở đây chứ. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Đó chính là dụng chọn cái này này, chọn cái đầu xương này. Sau đó vào animation, chọn constraint, look at constraint, xong kích vào cái hình tròn. Nó nhìn theo cái hình tròn đấy đấy. Tiếp tục cái này. Animation, constraint, look at constraint. Rồi. Sau này dùng hai cái hình tròn này gắn vào với cái hình vuông bằng cái Select Link này. Xong bây giờ chúng ta chỉ cần cầm cái Select Link này, chúng ta kéo đi kéo lại là hai cái con mắt này đi theo. À chết rồi. Sorry nhá, nhầm rồi. Chúng ta phải xóa này đi là. Xóa này là. Quên mất thừa mất một cái mắt ở ngoài, chúng ta phải dùng cái này chứ. Chọn cái xương trong này này, con trên lại nhá, lúc ắt con trên, tiếp tục, đấy, bây giờ chúng ta co kéo cái này mới được này, chưa gắn hai cái cho vào cái vuông, đấy, các bạn thấy không? Nhìn điểm A điểm B cái thứ đó nó nhìn được hết đấy. Đấy. Ok. Và cái xương này này nó sẽ được gắn vào với cái xương đầu. Thế thôi, gắn vào cái xương đầu, thế là cái đầu nó lắc lư đi đâu là cái thằng này nó đi theo đó. Đây là link đấy à? Đấy. Ok. Đấy nó đơn giản như vậy thôi, thì các bạn làm theo cái video của tôi nhá. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.